Kiều xin chào tất cả các chị em đang xem video của Kiều nha. Kiều hiện tại là thương gia vàng của mỹ phẩm Như Lan Hương, thì Kiều đang sở hữu một kho hàng rất là khổng lồ về mỹ phẩm Như Lan Hương cũng như là tất cả các sản phẩm mà các bạn mua ngay trên YouTube của Kiều hoặc là Zalo, Facebook và trang web của Kiều đều là hàng chính hãng và được bảo hành. Khi kích ứng thì sẽ được đổi trả hoàn toàn nha. Những bạn nào muốn mua hàng vui lòng các bạn không để lại số điện thoại ở trên YouTube của Kiều mà các bạn hãy inbox ngay cho Zalo Kiều 0977761748 hoặc các bạn có thể đặt hàng trực tiếp ngay trên website linhhuong.net.vn thì bên Kiều sẽ rep inbox cho các bạn rất là nhanh. Ở đây là Kiều sẽ có nguyên một cái thùng hàng về kem sữa nhung của Linh Hương nha các bạn. Đây là kem sữa nhung mà mới vừa về tới, rất là nhiều thùng nhưng mà Kiều quay cho các bạn xem trước một thùng. Ở đây những bạn nào muốn làm đại lý của Kiều hoặc là chi nhánh hoặc là sỉ thì các bạn cứ kết bạn Zalo với Kiều 0977761748 nha các bạn. Và quy cách đóng thùng đó là 189 thùng, 189 lọ trong một thùng nha các bạn, sorry các bạn nha. Và ở đây là Kiều vừa đập hộp một cái siêu phẩm, đó là kem sữa nhung của Linh Hương. Đây là sản phẩm chính hãng. Các bạn khi mà các bạn mua hàng thì sẽ có cái tem chìm dán lên trên và có logo của Linh Hương ẩn ở phía dưới nha các bạn. Và có 4 thông số đầy đủ và hàng đáp rất là xa nên là các bạn mình yên tâm. Và bên trong sản phẩm thì có kèm theo cho các bạn một cái phiếu bảo hành 10 triệu. Đây là phiếu bảo hành cam kết sản phẩm không có chứa chất độc hại. Khi mà các bạn dùng thì dùng được cho cả bầu và mẹ bỉm sữa đang cho con bú luôn. Cho nên là kem này nó rất là an toàn, các bạn dùng được cho mọi loại da, chỉ trừ da mụn sẽ không sử dụng được nha các bạn. Và một lọ như thế này thì các bạn sẽ sử dụng được 3 đến 4 tháng mới hết lọ. Và đây là kem dưỡng da ban ngày, dạng của nó là dạng sữa, các bạn sử dụng lên da nó sẽ thấm vào da cực kỳ nhanh luôn và nó sẽ có hàm lượng dinh dưỡng cao gấp 5 lần so với loại kem bình thường trên thị trường. Những loại kem các bạn đang sử dụng trên thị trường đều là dạng kem nén và đây là dạng kem sữa nha các bạn. Khi cùng các bạn thoa lên da thì các bạn chỉ cần nghiêng như thế này, nghiêng như thế này thì cái lượng kem nó sẽ ra vừa đủ và các bạn nên sử dụng một lượng vừa đủ thì các bạn sẽ có được một cái làn da rất là mịn màng và không sự lộ một chút vân kem nào. Và điều đặc biệt của loại kem này thì nó sẽ khác hẳn so với những loại kem mà các bạn đang sử dụng nha, thẩm thấu vừa nhanh, không vết rít, không lộ vân kem và đặc biệt là da của các bạn nó sẽ căng mịn màng hơn rất là nhiều so với là những loại kem các bạn đang sử dụng. Cho nên khi mà các bạn sử dụng vào thì da nó sẽ căng và mịn như nhung, nên là khách hàng đặt cho kem của mình đang bán cho các bạn đó là kem sữa nhung của Linh Hương thôi, chứ thật ra là tên của nó là tên tiếng Anh như các bạn, The Perfect Vitamin Rim Loose. Đây là kem trắng da hoàn hảo và ở đây dạng sữa thấm rất nhanh, sử dụng được cho bầu, mẹ bỉm sữa đang cho con bú và khi mà các bạn make up cho con các bạn thì hoàn toàn an toàn về da. Và ở đây kem này nó sẽ có một cái mùi hương sữa rất là thơm nhẹ nhàng lắm. Các bạn sử dụng lên vừa an toàn và rất là ít xảy ra trường hợp bị kích ứng da. Và một lọ kem này là nặng 30g nha các bạn, chỉ số chống nắng của nó SPF 30+. Khi các bạn sử dụng, các bạn đi ra đường thì nó sẽ chống nắng cho các bạn luôn. Cho nên là kem này rất là nhiều chị em mình thích kem sữa nhung của Linh Hương. Và các bạn nên mua hàng chính hãng nha. Một loại như thế này là 250.000, các bạn sử dụng được 4 tháng và sử dụng ban ngày. Lưu ý khi các bạn sử dụng kem sữa nhung của Linh Hương thì cuối ngày các bạn chỉ cần là rửa mặt hoặc là sạch, có thể là tẩy trang hoặc là rửa mặt bằng sữa rửa mặt nha. Và bên Kiều cũng có bán sữa rửa mặt của Linh Hương nữa, cho nên là các bạn có thể là sử dụng trọn bộ căn bản của nó, là bao gồm một kem sữa nhung, một nước hoa hồng và một sữa rửa mặt. Và các bạn lưu ý nên làm sạch tế bào chết ít nhất một tuần một lần cho Kiều hoặc là 2 lần, và Linh Hương cũng có gel làm sạch tế bào chết luôn. Và những bạn nào muốn mua sản phẩm này thì các bạn nhớ inbox ngay cho mình nha. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ đăng ký video, đăng ký kênh YouTube của Kiều để các bạn được xem những video mới nhất về sản phẩm chính hãng của Linh Hương nha. Chào cả nhà.